Xin chào các anh em thân mến của Mr. Sui. Hôm 24 tháng 11 vừa qua, tờ Politico cho đăng tải bài viết với tiêu đề "Dân châu Âu tức giận vì lợi nhuận khổng lồ của Mỹ từ chiến tranh". Và chiến tranh mà tờ báo này nhắc đến chính là cuộc chiến đang diễn ra tại Ukraine. Và ngay lập tức, người dân Anh, vốn dĩ được mệnh danh là những bậc thầy cà khịa của châu Âu, đã lập tức chế nhạo cả châu Âu vì đến bây giờ mới nhận ra được điều ấy. Theo bài báo ngày 24 tháng 11 của Politico, tác giả bài báo đã viết rằng sau 9 tháng mở chiến dịch quân sự đặc biệt, ông Putin đã thành công trong việc chia rẽ toàn bộ phương Tây. Những quan chức hàng đầu của phương Tây đang rất tức giận với chiêu thức bí truyền của Mỹ và cáo buộc Mỹ đang tạo lợi nhuận trên cuộc chiến, trong khi châu Âu mới là châu lục đổ máu thật sự. Nếu nhìn nhận một cách tỉnh táo, nước được hưởng lợi nhiều nhất từ cuộc xung đột này chính là Mỹ, bởi họ bán được nhiều khí đốt hơn với giá cao hơn và cũng bởi họ bán được nhiều vũ khí hơn. Tác giả dẫn lời một trong những đại diện châu Âu. Nguyên nhân gây căng thẳng lớn nhất ở EU là các khoản trợ cấp và thuế môi trường của Biden. Brussels cho rằng những biện pháp này hạn chế thương mại ở châu Âu một cách bất công và đe dọa phá hủy ngành công nghiệp của lục địa này. Bất chấp sự phản đối chính thức từ châu Âu, Washington cho đến nay vẫn chưa có dấu hiệu lùi bước. Một nguồn tin nói với Politico rằng các nhà lãnh đạo EU đã thảo luận với Tổng thống Mỹ Joe Biden về tác động của chính sách của Mỹ đối với thị trường châu Âu, nhưng Biden chỉ đơn giản là không hề biết về những tác động đối với EU. Theo các chính trị gia EU, sự thiếu hiểu biết của phía Mỹ hóa ra lại là một vấn đề lớn. David Clayman thuộc Trung tâm Phân tích Bruegel nhận định, người châu Âu rõ ràng đã thất vọng vì tình trạng thiếu thông tin và tham vấn trước. Trong khi đó, một quan chức EU khác là Joseph Borrell đã kêu gọi Washington nên có động thái đáp lại những lo ngại của châu Âu. Hoa Kỳ, quốc gia đồng minh của chúng tôi, đã đưa ra quyết định làm ảnh hưởng đến cả nền kinh tế của châu lục và họ nên có phương án sửa sai. Nhưng dù châu Âu có khóc, Mỹ cóc quan tâm, giá nhiên liệu, khí đốt tăng cao là do Putin xâm lược Ukraine và chính sách chiến tranh bằng năng lượng với châu Âu của ông ta ngừng đổ cho Hoa Kỳ đi. Một phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ trả lời báo chí. Người này cũng nói rằng giá khí đốt hóa lỏng mà Mỹ bán châu Âu tăng vọt là vì để trừng phạt và tẩy chay Nga. Một vấn đề khác mà châu Âu đang đối mặt chính là sự sụp đổ hệ thống kinh tế châu Âu và họ đổ tội này cho Putin nốt. Lạm phát thì tăng vọt mà đồng lương thì nhỏ giọt, chẳng đủ để chi trả các thứ chi phí. Nhiều người châu Âu đang ở trong hoàn cảnh mùa đông này có thể là mùa đông cuối cùng của họ hoặc phải rất chắt chiu để vượt qua mùa đông năm 2022. Tuy nhiên, lạm phát tăng vọt là có lý do của nó và Nga chỉ là một phần rất nhỏ nguyên nhân. Chính từ chính sách bài trừ khí đốt Nga đã đưa châu Âu đến lựa chọn mua khí đốt hóa lỏng của Mỹ với giá cao gấp 4 lần giá tại thị trường Mỹ. Và sau đó lại đến vấn đề kho vũ khí châu Âu cạn kiệt vì đã viện trợ cho Ukraine, rồi sau đó lại phải mua lại từ Mỹ. Cơ bản, Mỹ đang thật sự ăn trên xương máu dân châu Âu. Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có bài phát biểu trước các đại diện ngành công nghiệp. Trong đó, ông chỉ trích luật giảm lạm phát của Mỹ. Theo nhà lãnh đạo Pháp, Hoa Kỳ sản xuất khí đốt được bán với giá cao hơn so với các nước châu Âu, đồng thời cung cấp hỗ trợ tài chính lớn cho một số lĩnh vực. Điều này loại bỏ hoàn toàn dự án châu Âu khỏi thị trường. Theo Macron, luật giảm lạm phát của Mỹ không đáp ứng các tiêu chuẩn của Tổ chức Thương mại Thế giới. Ngoài ra, Washington đang hành động không thân thiện trong tình huống này. Trở lại với nước Anh, vua cà khịa của châu Âu đang rất hả hê chế nhạo những cáo buộc mà EU đưa ra chống lại Mỹ vì thu lợi khổng lồ từ cuộc chiến. Theo đó, các độc giả của tờ Daily Mail đã chế nhạo EU vì sự hối hận muộn màng của họ. Nhiều người cho rằng hành động của ekip chính quyền Joe Biden là trục lợi rõ ràng, lưu ý rằng Hoa Kỳ đã nhiều lần sử dụng các cuộc xung đột quân sự để thu lợi riêng. Một bình luận trên Daily Mail viết rằng, cuối cùng đã hiểu rồi chứ? Có vẻ các nhà lãnh đạo của quý vị không nhận ra rằng mục đích thực sự của cuộc chiến này là gieo rắc hỗn loạn ở phần còn lại của thế giới phương Tây để phục vụ cho lợi ích của Hoa Kỳ. Nhưng bây giờ đã quá muộn để cứu vãn tình hình. Một người khác sau đó tiếp tục nhắc nhở về hai cuộc thế chiến và cách Mỹ đã thu lợi nhuận như thế nào từ buôn bán chiến tranh. Người này viết, hai cuộc thế chiến ở châu Âu là những phi vụ kinh doanh lớn rất tốt dành cho người Mỹ. Họ đã học được chiêu thức thủ thuật này nhiều năm trước. Nhiều người dân nước Anh đã nhận ra một điều từ rất lâu, chính là có mà đi nằm mơ thì châu Âu mới là đồng minh thực sự của Hoa Kỳ. Winston Churchill từng nói rồi, làm gì có thằng đồng minh nào vĩnh viễn,
cũng làm gì có thằng nào là kẻ thù mãi mãi. Mỗi cái lợi ích quốc gia, nó mới là trường sinh bất lão mà thôi. Tất nhiên, Hoa Kỳ và chính quyền Biden còn xa mới là đồng minh thực sự của EU. Washington không còn là đồng minh, ngay cả với chính Hoa Kỳ. Một độc giả chế nhạo. Nói về cải cách mà Mỹ hưởng lợi từ chiến tranh, tiện đây lại muốn tâm sự lịch sử với các anh em một chút. Các anh thân mến, năm 1945, khi phát xít Đức sụp đổ, Hitler tự tiễn mình về gặp Chúa Trời. Công lao lớn nhất, mất mát và hy sinh lớn nhất là thuộc về châu Âu. Nhưng Mỹ lại chính là những ngư ông đắc lợi, những kẻ đục nước béo cò và dương dương tự đắc. Chính mình mới là những người giải phóng châu Âu. Chính Thế chiến 2 cũng là lần đầu tiên người ta nhìn thấy được sức mạnh kinh hoàng của vũ khí hạt nhân. Đó là khi vào tháng 8 năm 1945, Mỹ cho ném 2 quả bom hạt nhân xuống Nhật Bản. Đóng góp cơ bản để đánh bại nước Đức Quốc xã là chiến đấu của quân đội Liên Xô, giải phóng khoảng 50% lãnh thổ các quốc gia châu Âu hiện đại. Đồng thời so với các đồng minh, Hồng quân Liên Xô cũng phải gánh chịu tổn thất vô cùng lớn về sinh mạng con người. Có nhiều đánh giá khác nhau, nhưng tựu chung, chúng đều thống nhất ở một điểm. Hồng quân đã giải phóng gần 50% lãnh thổ các nước châu Âu hiện nay, chưa tính phần châu Âu của nước Nga. Tính tổng cộng dân số của các nước châu Âu được Hồng quân giải phóng vào thời điểm đó là hơn 120 triệu người trong 16 quốc gia độc lập. Ngoài ra, Hồng quân Liên Xô còn tham gia cùng với các nước đồng minh giải phóng thêm 6 nước nữa. Để có chiến công ấy, quân đội và nhân dân Liên Xô đã chấp nhận một sự hy sinh vô cùng lớn. Kinh tế đất nước gần như trở về con số 0, hơn 20 triệu người ngã xuống để châu Âu được tự do. Ấy thế nhưng, gần như chẳng ai sẽ nhớ đến những điều ấy cả. Người ta nhớ đến một nước Mỹ với cuộc đổ bộ Normandy với 2 quả bom nguyên tử nhiều hơn. Trong khi Liên Xô đổ xương máu, Mỹ ngồi ung dung nhìn một mình Liên Xô chống lại sức mạnh của một Đức quốc xã và cho Liên Xô vay mượn vũ khí, rồi sau chiến tranh thu lại số tiền tương ứng số vũ khí đã cho vay mượn. Mãi đến khi Liên Xô và Đức gần kiệt sức, Mỹ nhảy vào, vội vã, ăn lấy phần của mình, mở mặt trận thứ 2 tại châu Âu để tranh công. Khi đó, quân Đức đã bị Hồng quân Liên Xô đánh thiệt hại nặng nề, khiến nhiệm vụ của Mỹ trở nên quá dễ dàng. Sự thực dụng đến tàn nhẫn của Mỹ khiến họ hầu như không bị thiệt hại gì trong Thế chiến 2, nhưng lại được tung hô như người hùng và từ đó trở thành một cường quốc trên thế giới. Và tất nhiên là thu lợi nữa, khi mà sau chiến tranh, hàng loạt quốc gia phải có nghĩa vụ đền bù chiến phí cũng như trả nợ cho Mỹ đối với số vũ khí mà Mỹ đã cho họ vay mượn. Và trong cuộc chiến tại Ukraine lần này, Mỹ chắc chắn có phần, dù ít hay nhiều. Vài tháng trước, chúng ta đã thấy Mỹ tái sinh chương trình vay mượn của mình để dành cho Ukraine. Và bây giờ là bán khí đốt, nhiên liệu cho châu Âu với giá cắt cổ. Đối với châu Âu, giá khí đốt, nhiên liệu cao cũng chỉ là điều trước mắt. Còn đối với Ukraine, dù thắng hay thua thì chính quyền mới của Ukraine sau chiến tranh là bên khổ trăm bề. Bởi vì một khi đã nhận tiền, nhận vũ khí từ Mỹ thì phải trả lại bằng tiền, trả cho bằng hết. Mà có phải mỗi tiền vốn là xong đâu, còn cả tiền lãi. Đây cũng chính là bài học của Việt Nam trong những năm tháng đàm phán bình thường hóa quan hệ với Mỹ. Đó chính là phải trả số tiền mà Việt Nam Cộng Hòa đã vay mượn của Mỹ, mặc dù chúng ta chẳng dùng đến một đồng. Không trả được bằng tiền thì trả bằng sản phẩm, bằng nông sản. Và đó chính là cách mà Mỹ đã làm giàu cho bản thân mình dựa trên chiến tranh. Sau năm 1945, chính Liên Xô cũng đã bị Mỹ đòi nợ bằng tiền mặt và cả hàng hóa như rượu vodka, lúa mì, phô mai. Các anh em thân mến, đối với Mỹ thì châu Âu chưa bao giờ là một đồng minh, có lẽ là câu nói cực kỳ đau lòng. Nhưng thô mà thật, Mỹ sống bằng chân lý, lợi ích quốc gia mới là trường sinh bất tử. Điều này dù sớm hay muộn thì ai cũng phải dần ngộ ra mà thôi. Còn các anh em nghĩ sao khi EU cay đắng nhận ra điều ấy và bị người Anh chế nhạo? Đừng quên để lại một bình luận bên dưới cho Mr. Sui biết về cảm nghĩ của các anh em và like, share video cũng như đăng ký kênh ủng hộ Mr. Sui. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh em.